Hello các bác anh em nhá. Sau một thời gian nhỡ hàng hơi bị dài thì hôm nay anh Nguyễn lại tiếp tục nhập được những chiếc máy lưng tiếng đến từ thương hiệu TD Autotech mà có mã số là CB900 Flume. Đây là bản nâng cấp mới nhất của hãng TD Autotech. Thì cái bản này ấy, nó là phiên bản của những cái bản như là Voice 200 rồi là CB600, CB800 và sang 900. Thì nó có sự thay đổi một chút bác nhá, tức là nó hỗ trợ cho các bác cả cổng quang và bluetooth. Thực ra TV bây giờ bác là cơ bản là tất cả là TV bây giờ đều cái chuẩn xuất âm ấy là cổng quang, do vậy em nghĩ nó cũng hợp lý rồi. Bởi muốn phát triển được cái hãng, muốn phát triển được cái sản phẩm thì mình phải đi theo cái chuẩn chung của nhân loại, nếu như mình mà cứ không chịu thay đổi bảo thủ thì em nghĩ thì trước sau thì sớm hay muộn cũng bị đào thải, đúng không ạ? Thì chiếc máy lưng tiếng TD này dù sao là cũng có thay đổi nhưng chậm. Các hãng khác như Lex hay là DB thì thay đổi có rõ ràng rồi, cập nhật rồi, nhưng mà cái hãng này thì nó hơi chậm một tí. Chậm cũng được bạn, không sao cả, nhưng mà tóm lại là đã có thay đổi, đúng không ạ? Thì ngày nay em về tiếp tục được 50 cái chiếc máy lưng tiếng nhá, TD Autotech hàng chính hãng. Cái này thực ra cái mấy các bác là nó về theo đợt, tức là có thể là nó sản xuất một cái 1.000 con xong nó chuyển về Việt Nam thì giao cho các đại lý. Thế xong một thời gian xong nó lại tiếp tục sản xuất. Đấy. Có những người hết sớm, có người hết muộn thì ngày em về được 50 con. Đấy. 50 con mới nhá. Mà cái bản này bản mới nhất. Tức là ngày hôm nay là ngày cầm bến này. Hôm nay thì ngày 22 đúng không? 22 tháng 12 năm 2021. Đấy. Em mới nhập về xong. Còn cái lô trước này em bán hết rồi. Đấy, sau một thời gian nhỡ hàng tầm chắc là nửa tháng. Thì hôm nay có hàng mới nhá. Thì bác nào tín đồ của máy lưng tiếng và của hãng TD thì liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Đây là những chiếc máy lưng tiếng có thể nói là ghép vào bộ dàn karaoke ấy, nó sẽ lưng tầm lên, nó lưng tầm về âm sắc mới nhá. Ví dụ như cái giải bát của anh nó mềm hơn, nó sâu hơn, được hơn, tép thì nó leng keng, còn cái chung nó ngọt hơn đấy, và cái cường độ nó được đẩy mạnh lên. Những chiếc máy lưng tiếng thì em sẽ bóc cho bác xem một cái để bác nhìn qua cái lưng tiếng này. Hình thức bố trí nó như cũ thôi, nó chỉ có thêm công nghệ là cổng quang và nó tút thôi. Đấy, rất là đẹp vào nhá. Cho hẳn ra đấy. Đây là bà xã anh em súp kép 725 Mỹ. Đây là súp Mỹ. Súp Mỹ là súp đẹp mà gì đó, mình bảo súp tàu người ta mắng cho mình súp Mỹ thì ok, súp Mỹ là súp xịn đấy. Đây súp kép Mỹ nhá. Đấy. Đây. Cái này là hỗ trợ cái này tiếp vận ở dưới. Cái antenna bắt sóng nhá. Dây nguồn này, cáp lô này. Súp sách rất là ngon. Con này thì nó con này mặt thì mũi nó thì rất là đẹp nhá. Phanh nhôm xước 900 Flume. Đấy. Có cổng quang bluetooth. Này thì trước em đã hướng dẫn rồi, hôm nay chỉ giới thiệu qua hàng vậy thôi. Có hai kênh. Hai kênh. Con này là nghịch pháo. Hai kênh, kênh chỉnh là nép rai này và kênh súp này. Đấy. Bát trung tép thôi nhá. Tất cả ngon lành đào, hàng mới đét. Và hàng 1 năm. Giá thì vẫn như cũ là 2 triệu 2 thôi nhá. 2 triệu 2 một cái, bao ship tặng một cặp dây. Rồi, tiếp tục em chuyển một chút. Hôm nay em về được 5 cặp loa JBL GZX thôi nhá. 115. Đây. Đẹp như mới vậy. Đấy, bác nào có nhu cầu ở chốt nhá. Đẹp. Loa của em thì nó quá đẹp rồi, bác không nghĩ rồi, đúng không? Đây. Đấy, GX115. Con này công suất là 250 500W 8 ohm. Sản xuất lắp ráp Meco. Đấy. Đẹp quá nhá. Đấy, em về vệ sinh này. Nó sạch, con này nghe nhạc thì hay lắm. Nói chung là trong phân khúc tiền mà con dòng loa này em nghĩ là ít dòng loa chơi được nó. Tại vì nó quá chất. Đồ này giá hiện tại là khoảng 15 triệu con bao ship nhá. Đấy. Mọi thứ mua sắm đặt bộ hát liên hệ với em số điện thoại 0936 583 10. Em về mới có súp con này. Ui giời, mới có súp này. Dã man này, đẹp dã man này. À bác nào có nhu cầu nhá, em về cặp loa là cặp loa mở bộ đồ 225 này, vuông led đấy, đang kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra em nhá. Có súp lai mới kinh này, có súp cối này dã thì không chịu được, à súp này mà dã thì nhấc mông. Ôi con này bốn số mới mới này. Con này ABS 7128. Úi trời, con này còn chất lừ luôn nhá. Anh có chào các bác.